công ty tao, tụi mày làm luôn, tao không có né đâu, tụi mày đừng có lo. Nếu tao phải tốn số chết á, thì tao chết, còn nếu tao chưa phải tốn số chết thì tụi mày chết thôi. Thôi đừng có hăm dọa tao, tao có lá gan lớn lắm. Cho nên nó một lần nữa để quý vị thấy rằng á, là tôi nói là tại sao công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao, thì tôi không muốn lôi ai vào cuộc hết. Kể cả chồng tôi cũng vậy, tôi không muốn ai, lôi vào chồng tôi vào cuộc hết á. Đó, cho nên là tôi nói rất là rõ, trong cái cuộc chơi này tôi chơi một mình, tôi chấp hết. Là bởi vì sao? Ít nhất tôi cũng hiểu được, tôi cũng là người hiểu được cái câu chuyện, và tôi dẫn dắt cái câu chuyện này cho quý vị, chia sẻ với quý vị để quý vị hiểu được là trong cái cuộc sống này, trong cái cõi ta bà này, nó có những cái con người đăng binh tới cái mức đó đó quý vị. Cuộc sống vốn đã khó khăn đã đành rồi, nó không giúp đỡ được mình mà nó còn đi lừa gạt mình nữa. Mà nó lừa gạt mình rất là hợp pháp nha quý vị. Nó lấy những thương hiệu, những cái hào quang của nó ra để nó lừa gạt mình. Thì hỏi không phải một Phương Hằng tôi mà tất cả đều bị lừa hết. Có điều là người nói ra hoặc là không nói ra, ngậm ngùi. Hát bài ca ăn cá, có một bài ca ăn cá thôi quý vị. Nếu mà tôi lôi ra hết đó thì chùm chùm lớp lớp. Thật sự mà nói, tôi nói không phải vôi đũa cả nắm, nhưng mà nó là cả nắm rồi đó quý vị. Bây giờ có bao nhiêu người nghệ sĩ chân chính đứng ngoài cuộc khi mà không biết Hoài Linh Hậu Đồng, ai mà không biết cái nhà tổ của nó là nơi chứa chấp để nó nhảy đồng nhảy bóng, và ai không biết là nó đi giới thiệu cho ông Yên đi chữa bệnh, mà miệng thì nó là không lấy tiền, mà đâu có lấy tiền mà chỉ lấy vé thôi, mà muốn được có vé phải có tiền. Quý vị thấy nó sống khốn nạn không? Nó sống trên đồng tiền xương máu của người khác. Mà tôi mới vừa nghe giang hồ đồn là thằng Võ Hoàng Yên mới rửa tiền qua bên Úc 10 triệu đô, và cái con kiều bên đó nó khi mà nghe tôi lôi ra cái chùa bên đó nó cũng dọn đi chỗ khác ở rồi. Cái đây mấy ngày nó còn gọi điện thoại nó chửi tôi nữa đó quý vị. Tôi đâu có tè đứa nào đâu. Nó giang hồ cái mẹ nó chứ tôi sợ gì đâu. Nên tôi nói thật với quý vị, tôi đã nói là khi mà cái sự căm hận nó lên tới cao trào rồi, không phải một mình tôi nữa, mà tôi đã thấy hàng ngày có bao nhiêu người kêu than kể lể về những cái hoàn cảnh đi mượn nợ, nó lừa người giàu đã đành đi, nó lừa luôn cả người nghèo mượn nợ, người nghèo bệnh tật là đã mất thời gian, mất niềm tin, mất luôn cái cơ hội để đi chữa bệnh nữa, thì nó quá khốn nạn. Bây giờ tôi không nói một thằng Võ Hoàng Yên, một con én đâu làm được mùa xuân, và bao nhiêu người tiếp tay cho nó, chấp cánh cho nó để nó lừa đảo. Cái ngày hôm nay bể ra đó một đống một đám thối nát, thì quý vị thấy rằng cái cuộc sống này á, có tồn tại nổi tụi nó không? Nếu như tôi không lật đổ tụi nó ra, tôi không bươi móc tụi nó ra, khi mà tôi đụng tới Hoài Linh là tôi đã có ý tứ rồi. Nói cho nên quý vị thấy không, dù cho nó ăn hiếp em, nó cứ cố tình dùi dặt em, nó cứ làm tất cả những gì bị ổi nhất, thì nó cũng không bao giờ bụng được miệng em đó quý vị. Và rất là nhiều người quý vị đã thương mến cổ vũ em, nó sẵn sàng đó là chia sẻ với em, giúp đỡ cho em âm thầm, để bữa nay thằng tiên sinh của bác thành vô thường á đó. Đó mày bây giờ ra bữa nay ngon đó, mày ngon mày ra trước công chúng đi vô thường, còn mày không ra trước công chúng thì công an cũng lôi mày ra thôi, mày sẽ trở thành thằng bất thường, không phải là vô thường mà vô tù, vô thùng, vô hộp, thì mới đúng với thằng tiên sinh của bác của mày. Mẹ nghe cái tên là thấy nực rồi, nghe cái tên đó là đã cõi thứ ba thứ tư rồi, nghe cái tên là thấy mất dạy rồi. Mẹ mày thằng cùi bắp mà còn lấy tiên sinh vô nữa, nghe nó đểu cán không quý vị. Mẹ mày quá bất thường với thằng tiên sinh cùi bắp, phỉ bán, rất là mất dạy. Mẹ mày đầu thai 10 kiếp thì cũng chưa hết cái tội lỗi này nữa, mày cũng chỉ là con chốt của thằng lừa đảo đó thôi. Nên tất cả bây giờ chúng ta thấy không, rõ ràng càng ngày tôi càng dập trần ra, tội lỗi càng nhiều ra. Tôi nói nó có 40.000 tín đồ mà quý vị thấy không, ngày hôm nay tôi nói tất cả những gì quý vị thấy rõ rồi đó, minh chứng cho tất cả quý vị thấy rồi đó. Nó khốn nạn tới mức nào, nó tàn nhẫn tới mức nào đối với chúng ta. Nếu tôi không làm nữa, từ 2 tháng mấy nay nó đi lừa bao nhiêu người nữa, thấy quý vị đó. Và vừa rồi thì một em nào đó không biết là Hà My gì đó lên nói là vợ của Hoài Linh, mẹ nó đồng bóng chết mẹ nó săn pha nhớt mà vợ con mẹ gì, vợ trong mơ trong kiếp nào tôi đâu có biết, nhưng mà còn đòi thông cảm với tôi đâu cần thông cảm. Tôi đã nói công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao, tôi đâu cần đứa nào lên ngồi chung với tao, không có tư cách đó. Tao nói cho công chúng nghe, tao đâu cần phải đợi mày lên mày nói mày vài câu thiên hạ nghe, mày vài câu mày lên mày ngồi với tao đâu ra. Tao độc lập tự do, công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao, tự nhiên ai nghe Hoài Linh có vợ hết hồn, ai không biết nó lại cái, mà tự nhiên nó có vợ ở đâu đây trời.
nó mê trai đẹp trai nhí không à, ở đâu ra con vợ vậy? Trời ơi, mỹ thiên hạ dễ quá ta. Tụi mày nghĩ tụi mày đủ tư cách tụi mày mỹ thiên hạ nữa hả? Bây giờ tụi mày mà nói gì ra là phải suy nghĩ à. Làm như cái thời mạt pháp hay sao mà tao đụng hết ổ đồng bóng này, tới cái lường gạt kia không biết nữa. Chắc sức mạng quá.